mai quýnh lộn không? Quýnh với ai vậy? Quýnh với sờ mà má. Trời ơi, hết hồn má. Dạ, công an mới bắn hồn. Đúng rồi kìa, thấy kìa. Đó, bắn thêm lần nữa. Ủa sao cái này em thấy cầm mấy cái cây gì á, cây hàng hay gì á. Ủa sao mấy công an đến nhanh rồi, không biết nữa, chắc có người điện rồi. Sao điện thoại em quay mờ quá, nó chạy tán lại kìa, bắt rồi kìa. Mấy tiền này kìa, nó rắp bay nó sung quá mày. Đợi Phi vô coi Phi. Đâu rồi. Coi cái cửa ra. Đây chìa khóa xe đâu? Bắt được không anh? Hình như mấy ông xe ôm cầm cái cây quýnh đúng không? Kìa đó. Trời. Nói sao bị ôm lời mà. Chán ghê. Đó, vô hồ, cùng mày. Em qua em thấy quần gì đó tức ghê. Còn người lấy xe nào.